Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để tận dụng lại cây thước bị hư nè các bạn. Đây là cây thước bị hư thì nó bị xé, bị gắt như thế này các bạn. Bình thường chúng ta đã không xài nữa rồi, nó đã bị xé như thế này hư rồi thì chúng ta sẽ không thể nào mà đo được chính xác ha, không xài được luôn ha. Nếu cây kéo vô thì nó là bị dính như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ quăng đi ha, không xài nữa. Nhưng mà bây giờ mình chia sẻ với các bạn cách để tận dụng lại cây thước này ha. Thì chúng ta sẽ không đem bỏ cây thước này nha các bạn nha, chúng ta sẽ dùng cho nó một cái việc khác nữa nha, rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra, bây giờ mình sẽ cắt cái chỗ mà bị rách này các bạn đó, sau đó mình sẽ kéo thước ra, mình sẽ kéo hết luôn. Đây là cái thước 5m nha các bạn. Rồi cái thước 5m mình sẽ kéo ra 4m bỏ và mình sẽ để lại 1m ở trong đây nha các bạn nha. Trước khi cắt thì các bạn sẽ bắt trước mình nè, bấm cho cây thước nó đứng lại ha, chứ nó không thôi nó sẽ thụt vô trong ha. Rồi cái phần này mình sẽ không lấy nha các bạn nha, phần thước dư này mình sẽ không lấy nữa ha. Sau đó mình sẽ vừa một lỗ ngay đây nha các bạn nha, mà trước khi như vậy mình sẽ tém cái đầu nó lại nè, tém cái chỗ này cho nó không có nhọn nha các bạn nha. Rồi mình sẽ vùi cho nó một lỗ ngay đây nha các bạn nha. Rồi, lỗ cái này là ok nha các bạn nha, dùng kìm bóp nó lại cho nó đừng có bén nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lấy một sợi chỉ nha, đây là dây nhợ ha, dây để thả diều các bạn, mình sẽ cột vào đây. Mình cột làm sao mà cho nó thật là chặt các bạn nha, để nó không xúc ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy vô ha. Rồi kéo cái vô thì nó đã chân chu không bị dướng ha. Mình trừ 1m trong đây để cho nó có lực kéo vô các bạn, để nó kéo sợi nhợ đi vô nè ha. Đó. Rồi ở cái đầu này nha các bạn, mình sẽ bấm lại rồi ha. Ở cái đầu này mình sẽ cột cái đầu này vô ha, mình sẽ tách cái lấy cái thước đầu thước này ra ha, để lấy cái móc này ha. Bóp cái máy đầu nhỏ lại nữa các bạn. Đó thì mình sẽ kéo nó ra dễ hơn ha. Rồi mình lấy được cái móc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cột cái móc này vào trong đây ha. Rồi như vậy là ok nha các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn coi nè. Mình sẽ cho một tí bột vào trong đây. Xong rồi, bây giờ chúng ta đã có được một cây thước dây bốn mực nha các bạn nha. Bây giờ mình chỉ muốn bốn mặt thì mình sẽ cần kéo ra thôi các bạn nha.
Đó, các bạn thấy không? Tức là nó có mực liền nha các bạn nha. Sau khi các bạn muốn ấy nữa thì bạn chỉ cần lắc lên thôi ha. Đó, bây giờ chúng ta đã có được thêm cái mực nữa nè nha các bạn nha. Đó, rất là hay luôn. Chúng ta có thể tận dụng lại cây thước cũ để làm một cây thước bún mực nha các bạn nha. Để chúng ta có thể cần lấy mực thẳng thì chúng ta sẽ làm như thế này nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.